Hello hello, vâng xin trân trọng kính chào quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn. Và lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam nhé. Rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm hàng Nhật bãi. Hôm nay thì bên em lại mới về được một cái lô dây điện hàng mới toanh anh em nhé. Hàng này thì chưa qua sử dụng, thì cái giá của nó cũng đâu đó nó cao hơn một chút, thế nhưng mà cũng hợp lý thôi. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ, dây mới dây cũ đều có cả nhé. Đó, và đặc biệt hôm nay bên em lại tiếp tục về được cái lô bóng đèn này. Đấy, em đang quay đây. Đấy, bóng đèn LED, đèn bóng LED quạt trần anh em các bạn nhé. Gọi bóng LED quạt trần em gọi là đèn D4 này. Đấy, con này nó rất là sáng luôn. Đây, đèn của nó đây, tí em sẽ dở ra cho anh chị em xem nhé. Đây, đấy, siêu sáng luôn anh em này. Đấy, của nó có một quả giữa và 4 quả vùng quanh. Đấy, công suất của nó là 75W nhé. Dòng này siêu sáng luôn. Đó thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết tới quý cô bác anh chị em và các bạn. Mọi nhu cầu mua sắm thì anh chị em có thể kết bạn Zalo hoặc điện thoại trực tiếp, hoặc là liên hệ để bên em sẽ tư vấn báo giá và lên chi tiết cho anh chị em các cái mẫu sản phẩm của bên em. Đấy, em là Phạm Huấn đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Anh chị em các bạn xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho anh em nhé, để mọi người biết đến shop Phạm Huấn nhiều hơn và mua được những cái mặt hàng chất lượng. Đấy, giá cả hợp lý mà bên shop em đang phân phối, và trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị. Rồi em sẽ đi vào chi tiết. Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn nhé. Đấy, em là Phạm Huấn này, đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đây, đó, rất vui khi được gặp lại quý bác anh chị nhé. Em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết luôn. Đó, đầu tiên thì dây điện thì em mới về được một cái lô này. Đó, thì nó cũng không có nhiều, thì các bác xem và tham khảo. Dây này là dây mới 100% các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, em sẽ bóc thử ra cho các bạn xem này. Đó, dây này là dây mới 100%. Quận này là 10m các bác nhé. Đấy, quận dây rất chất lượng luôn, 10m. Đấy, đây. Dây này là 10m các bác nhé. Dây đúc 10m này, rất là ngon lành cành đào luôn. Đây thì các bác quan sát nhé. Cái dòng này thì nó là ổ đúc liền này. Đấy, dây này ổ đúc liền này. Anh em thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Dòng này mà các bác chiến công trình thì thôi rồi luôn các bác nhé. Một quận này là 10m này. Đó, 10m này. Dây của nó là dây 2 chấm các bác nhá. Đấy, 2 chấm này. Dây rất là chất lượng luôn. Đây. Đấy, mà giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 350.000 các bác nhá. Đấy. Chỉ có 350.000. Đấy, các bác đã sở hữu một quận dây 10m cực kỳ chất lượng luôn. Dây là dây mới ổ đúc luôn. Ổ đúc 3 chân. Dòng này các bác chiến công trình rất ngon luôn nhá. Thì em đang có cái mẫu là dòng là 10m này. 10m này là 350 các bác nhá. Đó, dây mới 100% này. Dòng 20m đây. 20m này thì cái giá của nó là 490 các bác nhá. Đó, các bác mua dây to hơn thì giá lại được tốt hơn. Đây, 20m này là 490 này. Đó, 490.000. 20m các bác nhá. Đó, đây. Quận này 20m anh em dùng chiến công trình rất ok luôn. Dây là dây 2 chấm, dây đồng các bác nhá. Ổ đúc hết này. Đó. Còn quận 30m của nó thì là 650 các bác nhá. Đấy, 30m là 650. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng thì các bác có thể lấy tùy theo. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm chủ đạo trong ngày hôm nay. Đó là cái phích cắm, cái đèn D4 này. Đèn D4 giá rất hợp lý, chỉ có 150.000. Đây. Đó, giá rất hợp lý luôn. Đây, các bác chỉ cần sử dụng nó bằng nhựa này, các bác sử dụng nó rất là ngon luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, công suất của nó là 75W này. Sử dụng điện từ 100 đến 240 này. Đó, 240V. Cho nên là sử dụng rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, hàng rất là chất lượng. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ này. Giá rất hợp lý, chỉ có 150k. Đây, em review thực tế cho các bác xem. Đây. Đó, đây các bác nhá. Đấy. Rất là sáng luôn, siêu sáng luôn anh em nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đuôi của nó thì là dạng đuôi xoáy tròn bình thường, cho nên các bác dùng nó rất là tiện. Đây, đuôi của nó đây. Đó. Đuôi xoáy tròn bình thường các bác nhá. Đấy. Đuôi xoáy tròn bình thường. Em sẽ đo luôn cái kích thước cho nó tổng thể luôn. Đấy, tổng thể của nó dài là 40 cm các bác nhá, 40 cm. Đấy, cả hai cánh của nó là 40 cm này. Đấy. Còn cái phần đèn này thì của nó là 11 cm. Đèn này 11 cm này. Đấy, tổng thể hai cánh là 40 cm. Đấy, rất là xịn sò luôn các bác nhá. Đấy, siêu sáng luôn. Đây các bác quan sát này. Rất là sáng luôn nhá. Đây. Đấy, đèn sáng lắm các bác. Rất sáng luôn mà watt của nó cũng rất là vừa phải này, chỉ có 75W. Các bác dùng một cái bóng bình thường cũng đã 50W đến 100W rồi mà độ sáng thì không thể bằng con này được.
đặc biệt các bác dùng để bán hàng đấy, hoặc dùng trong công việc thì rất là ok luôn. Các bác có thể tùy chỉnh nhé, đấy, tùy chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái góc độ lấy sáng của nhà mình, nó rất là tiện các bác nhé. Đấy, đèn D4 150k này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái khay, khay Tết này. Đó, khay đựng bánh kẹo Tết. Thì bên em đang phân phối hai dòng, con K2, em ký hiệu là K2, 220k, các bác thấy không? To lắm đấy, cái khay này to chứ không phải vẽ đâu các bác nhá. Đây, mở ra hết khổ độ của nó khoảng hơn 40cm đấy các bác nhá. Đấy, hết khổ độ của nó hơn 40cm. Con này là con K2, nó có 2 tầng. Đấy, xoay ra xoay vào rất ngọt luôn các bác nhá. Đó, K2, đấy, 220k, đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con K3 này. K3 này là 3 tầng, đấy. Xoay ra xoay vào cũng rất ngọt luôn. Đó, nó kích thước thì nó cũng như con K2, như thêm một tầng nữa. Đấy, tầng này thì các bác có nắp đậy luôn này, rất là tiện các bác nhá. Đấy, K3 bên em đang bán với cái giá là 240.000. Đấy, K2 và K3 thì tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của bác nhá. Đó, bác thấy không? Hàng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Dày dẫn chắc chắn, nhựa rất chắc các bác nhá. Đó. Con này bên em bán là 240k các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em tiếp tục lên cho các bác cái sản phẩm đó là đồng hồ nhiệt kế này. Đây các bác quan sát này. Đó, cái đồng hồ nhiệt kế đây. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây là giờ này, còn đây là nhiệt độ và độ ẩm này. Đấy, các bác ấn vào đây là nó sẽ hiển thị cho các bác cái nhiệt độ cao nhất này, nhiệt độ thấp nhất này. Đó. Đấy, min max cập nhật luôn. Đó. Lấy giờ lấy giấc rất đơn giản thôi. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đồng hồ nhiệt kế 130.000 các bác nhá. Giá cũng rất hợp lý luôn. Đó, đồng hồ nhiệt kế 130k. Tiếp theo thì đây cái ổ đúc cao su ở cái kia thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây. Em sẽ test thử nhá. Đây. Đập này, đó, đây. Em sẽ đập trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây. Đập thoải mái luôn. Đấy các bác xem. Búa đập thẳng tay luôn. Ổ đúc cao su này, đấy, đập này. Đập này. Đấy các bác xem em đập này. Đập thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, không hề hấn gì. Búa em đập thẳng tay luôn này. Đó, các bác thấy không? Đấy. Ổ đúc cao su này, ổ đúc cao su này. Đây. Đấy, các bác đập thoải mái luôn. Đây, búa này, em đập này. Đấy, các bác thấy không? Quá chắc luôn. Dòng này các bác dùng thì nói chung là không bao giờ suy nghĩ. Đấy, mà cắm nó rất chắc luôn các bác nhá. Đấy. Cái ổ đúc này thì bên em đang bán là 60k các bác nhá. Đấy. Ổ đúc này là 60k một cái này. Đấy. Có ổ 3 chân và ổ 5 chân. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều 60k một cái hết, thì tùy theo các bác này. Ổ 5 chân này, đó. Và ổ 3 chân này đều 60k hết các bác nhá. Về các bác đấu nối nhá. Tiếp theo là cái phích cắm này có đèn báo các bác nhá. Phích này có đèn báo luôn. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện. Phích cắm này có đèn báo luôn. Bên em cũng đang bán với cái giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, và em bán thêm cả cái phích cắm nối này nữa này. Nối từ dẹt, chuyển từ dẹt sang tròn này. Cái phích cắm này là 25.000 các bác nhá. Đấy. Phích cắm có đèn báo này là 25k này. Đó, 25k. Cái này là có đèn báo luôn. Đấy, rất tiện các bác nhá. 25k. Cái phích vàng này cũng 25k này. Đó. Cái này thì em phải để 26k đi cho nó khỏi nhầm. 26k các bác nhá. Đấy, phích vàng này 26k này. Đó. Còn cái phích đen này là chuyển từ dẹt sang tròn này là 20k các bác nhá. Đó. 20k. Phích này 20k các bác nhá. Đấy. Thì tiếp theo em sẽ lên cho các bác cái dây điện này. Vâng, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm búa đinh nhá. Đấy, búa đinh thì bên em đang bán hai dòng đây. Đấy, cái búa bé thì em về được có ít thì hết mất rồi. Đấy, con BD1 này là 120k, con này của nó là 2 lạng rưỡi anh em các bạn nhá. Đó, 250g. Còn con này của nó nặng 1 cân. Con BD4 này, đó. À, BD3 này, 140kg. À, 140k anh em nhá. Con này của nó nặng 1kg toàn tổng thể anh em nhá. Đó, cái kìm hàn thì bên em về được có ít thôi, còn mấy cái thôi. Đó, kìm hàn của Capuchi này. Đấy, dòng này thì bên em đang bán là 150.000. Con này của nó là từ 600 đến 800W này. Đấy, con này từ 800 đến 1.000W. Đấy, công suất lớn luôn. Con này của nó 180k anh em nhá. Đó. Tiếp theo là cái gen nhiệt này. Đây. Lên cho anh em cái gen nhiệt này 130.000 anh em nhá. Của nó là 530 chi tiết tất cả, 530 đầu. To nhỏ lẫn lộn luôn, anh em sử dụng thoải mái luôn. Đó, gen nhiệt này. To nhỏ lẫn. Gen nhiệt này, to nhỏ lẫn lộn luôn, 130k anh em nhá. Đây, to nhỏ lẫn lộn anh em nhá. Cái này bên em bán là 130k anh em nhá. Đó, gen nhiệt đấy. Rất là đầy đủ luôn anh em nhé. Tiếp theo thì em lên cho anh em cái dây điện. Mớ này thì em còn ít nữa. Đấy, hôm trước về một lô thì hết rồi. Còn có ít này thôi thì lên nốt cho anh em. Còn mã nào lên mã đấy thôi. Đó, thì anh em xem ưng được mã nào thì lấy nhá. Đây, hotline của em đây. Để anh em
Đầu tiên là lên cho anh em cái con này là con này nó bị rơi mất mã rồi. Đấy, để em đính lại cho các bác nhá. Đấy, con này thì bỏ qua đi. Đây. Con này là mã số 18 này, 120k này. Đấy, mã số 18 120k, đây dây của nó đây. Đó, 18 120k này. Đấy, con này là mã số 8 này. Mã số 8 này, 260k này. Đấy. Dây đầu đúc liền hết anh em nhá. Đấy, mã số 8 này, 260k này. Đó. Tiếp theo là đến con mã số 16 này, 250k này. Đó, mã số 16 250k. Dây thì chắc dài là khoảng 10 mét anh em nhá. Khoảng 10 mét, trên 10 mét tí. Đó. Mã số 1 này, 190k này. Dây nguồn tổng có 3 đầu cắm này. Con này chắc khoảng 5 7 mét gì đấy thôi. Đó, mã số 1 này. Đấy. Mã số 12 này, 150k này. Đấy, dây nguồn này. Dây nguồn tổng này, đó 12 150k anh em nhé. Đấy. Mã số 20 này, 190k này. Đó, mã số 20 190k. Con này quá đẹp luôn. Dây rất đẹp luôn nhá. Con này là mã số 3 240k. Con này dây đẹp gần như mới luôn, anh em thấy không? Dây đẹp nhá. Đó, dây quá đẹp luôn anh em ơi. Đó, con này dây quá đẹp luôn. Mã số 3 240k. Còn lại thì những cái dây nguồn lại màu dài như này. Loại dài này thì bên em bán là 100.000 anh em nhé. Đấy, dây nguồn dài như này là 100.000. Đấy, còn các loại dây ngắn như này thì là 80.000. 80.000. 80.000 anh em nhé. Dây ngắn này là 80.000. Còn những cái ổ này thì còn ít cái ổ trắng này. Thì bên em cũng bán thanh lý giá 80.000 một ổ anh em nhé. 80.000 một ổ. Dây của nó thì chắc dài được khoảng 1 đến 2 mét thôi. 80.000 một ổ thì anh em dùng làm các công việc đây. Đây còn mỗi cái dài này thì 100 này. Đó, dài này 100, còn lại là những cái ngắn này là 80.000 anh em nhé. Đó, ngắn này thì đều là bán cho anh em thanh lý 80.000 một con hết, 80.000 một con. Đấy, anh em bảo cho tôi cái ổ trắng 80.000 là bên em biết nhá, ổ cắm trắng 80.000. Còn cái dây nguồn đen này thì loại ngắn này cũng là 80.000 này. Đó. Những con ngắn này là 80.000, còn những con dài thì bên em bán 100 anh em nhé. Đấy. Sơ qua vậy thôi thì em lên cho anh em chủ yếu là cái lô dây điện mới này nhá. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ này. Đó, túi này. Đó rất nhiều luôn nhá. Rồi xin chào và lại anh chị em ở video sau.